Hello, hello. Ở video này thì Nguyên sẽ chia sẻ anh chị cắt tóc lỡ nhé để uốn sóng lơi. Đối với bài này thì mình có thể kết hợp cắt uốn layer vẫn được anh chị em nhé. Vậy thì nhiều người hay đặt câu hỏi là nếu mà uốn sóng lơi thì liệu có cắt được tầng cao hay không? Thì hãy xem cái video này. Nguyên đã cắt tầng cũng rất là khá là cao để mình kết hợp uốn sóng lơi nhé. Thì nó không có đúng không có sai anh chị, nó tùy thuộc của anh chị mong muốn cũng như là tùy thuộc của anh chị thiết kế nó như thế nào. Ví dụ như là khi mà mình cắt cái kiểu tóc này mà mình cắt tầng lớp cao ấy, nhưng mà khi mà để mình uốn sóng lơi thì mình chỉ cần uốn một vòng rưỡi hai vòng để tầng trên nó liên kết với tầng dưới để nó tạo ra cái sóng lơi gợn từ trên xuống dưới vẫn được anh chị em nhé, chứ nó không nhất thiết là chúng ta cần phải cắt những kiểu tóc là không độ thì mới uốn được. Bài này thì mình sẽ cắt là trước sau bằng nhau, nhưng mà khi mà anh chị đưa về sau lưng thì nó thành dáng oval, nó hơi nhẹ nhàng. Nhưng còn ở trong trường phái thì chúng tôi gọi đây là hình học vuông. Tại nếu anh chị đo sợi trước và sợi phía sau thì hai cái sợi này nó sẽ bằng nhau. Đấy, chúng ta sẽ dâng theo cái điểm rơi tự nhiên của mạc tóc và chúng ta sử dụng đường cắt là đường cắt vuông. Đấy, thì khi mà trong cái quá trình mình cắt ấy, thì quan trọng nhất là mình xác định cái hướng mình dâng. Cũng là dâng về trước hay là dâng về sau hay là dâng tại trung tâm đó anh chị, gọi là hướng dâng. Cái thứ hai là cái góc độ. Đấy, thì bài này thì Nguyên sẽ cắt khuôn viền trước và sau đó thì Nguyên sẽ giật tầng sau. Đấy, đến phần này thì thay vì anh chị là gì cắt xong thì mình mới đo thì mình sẽ đo trước đi. Đấy, và khi mà mình cắt ở bên còn lại thì mình sẽ nối cái phần tóc mà mình đã đo. Đấy, vậy thì cắt xong thì mình không cần phải đo lại nữa đúng không ạ? Sau khi mà tạo khuôn viền xong thì Nguyên sẽ cắt khô với cái mái tóc này là cắt tầng lớp luôn. Và Nguyên sẽ sử dụng cái phương pháp là cắt zig zag. Và chú ý anh chị là ở cái phần mảng tóc đầu tiên này mình sẽ không cắt nối liên kết xuống điểm dưới cùng của gáy nhé. Tại vì như thế thì nó sẽ bị mất khuôn viền anh chị. Nên là Nguyên sẽ cắt một nửa chỗ đấy thôi. Đấy. Thì nó sẽ giữ được cái khuôn viền ở phía dưới anh chị ạ. Tương tự mảng tóc tiếp theo. Với cái tầng lớp thì ở cái phân khu này thì Nguyên sẽ cắt là 90 độ so với mặt đất. Cá nhân Nguyên thì Nguyên sẽ cắt rất là nhiều góc độ khác nhau, có thể là có lúc thì cắt so với da đầu, có lúc thì cắt so với mặt đất. Tại vì không thể nào mà anh chị nào cũng hiểu được, nên là những cái bài cắt đơn giản thì Nguyên sẽ cắt theo cái phương pháp là so với mặt đất để anh chị hình dung nó rõ ràng hơn. Mà để những anh chị em ở xa không có điều kiện họ có thể xem được và họ có thể hiểu một cách dễ dàng hơn. Chúng ta cứ đưa ngang ấy, cứ đưa ngang ấy thì được gọi là 90 độ mặt đất nha anh chị em. Hồi xưa thì các thầy cứ dạy cho mình đây là 90 độ mặt đất, nhưng mà thực tế thì nếu mà so với thân thể thẳng đứng thì mình sẽ gọi đây là 90 độ so với thân thể thì nó sẽ đúng hơn. Như cá nhân Nguyên thì Nguyên học nhiều trường phái nên là khi mà dạy thì Nguyên sẽ đúc kết lại. Về bản chất thì cái cách mà tính góc độ so với mặt đất hay là cách tính góc độ so với thân thể thì giống nhau anh chị. Rồi lên lớp trên cùng, Nguyên sẽ dâng 180 độ so với mặt đất. Dâng mảng tóc đầu tiên này. Cắt khô thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng là nó giữ được cái trạng thái tự nhiên của mái tóc. Tuy nhiên thì chúng ta khi mà mình cắt khô này thì nên đeo khẩu trang. Tại vì nếu mà cắt như thế thì tóc nó sẽ bay rất là nhiều anh chị ạ. Sau khi cắt 180 độ mặt đất rồi thì Nguyên sẽ dâng ra để mình bỏ góc này đi. Nguyên sẽ dâng khoảng 135 độ để bỏ cái góc nhọn này đi. Tiếp tục Nguyên sẽ dâng lên 180 độ, vẫn dâng tại trung tâm của mặt phẳng đấy anh chị em nhé. Cũng là tóc ở đâu cứ dâng thẳng lên đấy và cắt zig zag, tương tự đưa ra một cái góc là 135 độ để bỏ cái góc nhọn đấy đi anh chị. Đấy, tương tự chúng ta chia múi bưởi ở cái phần đỉnh thế này thì mình sẽ chia múi bưởi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tương tự mình lại dâng lên 180 độ và dâng ra 135 độ và bỏ góc nhọn này đi, đúng không ạ? Thì tầng này thì cũng khá là cao rồi anh chị. Còn khi mà uốn thì mình có thể kết hợp, đấy,
Thay vì là chúng ta phải uốn rất là dài thì bây giờ mình cắt tầng cao như này thì mình chỉ cần uốn một vòng rưỡi đến hai vòng để cái tầng ở phía trên nó liên kết với tầng phía dưới thì nó tạo ra một cái sóng cao, nó vẫn tạo ra được cái sóng lơi rất là cao đúng không ạ? Và chúng ta nhìn sóng lơi nó rất là nhiều. Đấy, tương tự phần này chúng ta sẽ dâng thẳng lên và đưa ra 135 độ để bỏ góc thừa đi. Đấy, tương tự anh chị cứ thực hiện như thế thôi là xong. Đấy, chúng ta có thể bỏ qua, bỏ bớt đi phần ngọn, sau đó là cắt zig zag để nó tạo độ so le mềm mại hơn. Đấy, thì đây là một cái bài cắt cũng như là các video của Nguyên thì đều cắt theo cái hình học, theo cái nền tảng cơ bản. Nhưng mà chúng ta cắt thì nó phải kết hợp với uốn đúng không ạ? Nên là khi mà chúng ta học uốn thì cái quan trọng là những cái form tóc cắt ra thì nó phải đẹp, thì mình uốn thì nó mới đẹp được. Còn nhiều anh chị là cắt mà cắt uốn có thể là nó rất là căng, tròn, mượt nhưng mà cái form tóc nó không được là gì, không được có cái độ liên kết nó chuẩn, này nó không theo bài bản thì nó rất là khó. Nên là xu hướng của học tóc bây giờ là nó phải theo hình học, nó áp dụng hình học không gian vào cắt tóc, nó áp dụng không hình học không gian vào để uốn tóc thì nó rất là chuẩn anh chị ạ. Nên là không sớm thì muộn thì chúng ta cũng phải học về cơ bản. Thì đây là cái kết quả và Nguyên xin chúc các anh chị thành công.